Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ạ. Bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Mời bạn trai. Chạy ngừng lên ạ. Chào chị Cát Tường. Mời em ngồi. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Hoa, em năm nay 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Hà Tĩnh. Vào đây lâu chưa? Em cũng vào đây được 2 năm mấy 3 năm rồi chị. Rồi, bạn trai mình giới thiệu tên đi bạn. Dạ, em là Thái, năm nay em 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh ạ. Em đến từ Huế ạ. Nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Em làm nhân kinh doanh về gì? Bên lĩnh vực thú y ạ. Kinh doanh thuốc thú y, Hà Tĩnh có đi ngang Huế không ta? Có đi ngang anh. Có ghé lần nào chưa? Ghé ăn cơm xong đi ạ. Lần này ghé ở luôn được không? Cũng được. Nhớ đem kẹo cu đơ nha em. Cu đơ ở đây. Đặc sản Hà Tĩnh anh. Trước giờ mình... kẹo cu đơ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thì cũng có mấy mối chị tìm hiểu, nhưng mà tìm được, chưa kịp hiểu thì không biết bên nào đi rồi. Khi nào mình ngồi mình suy nghĩ về cái nguyên nhân chưa? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm chị, nhưng mà không phát hiện ra. Vậy bạn hiện giờ có biết ưu điểm, khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em là cũng vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm thì hơi bị lạ lùng. Cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì giỏi. Ví dụ như biết sửa điện một xí, rồi biết đóng bàn ghế cũng biết á. Lạ lùng là lạ lùng chỗ nào? Ví dụ biết sửa như... điện mà sửa không có được á. Sửa xài không có được thì biết đóng bàn, đóng xong xài cũng không được á, đúng không? Bạn thích tìm người yêu như thế nào? Người yêu thì không có ở dơ, không gia trưởng. Lãng mạn một xí cũng được. Có ở dơ không? Không. Có gia trưởng không? Đức tiếc là không ạ. Rồi cái mẫu hình như thế nào? Mập lùn cao ốm? Cao hơn em một cái đầu là được anh. Rồi sao nữa? Hơi tròn tròn là được, chứ ốm quá thôi. Anh mập lắm em ơi. Đây mập lắm à. Ốm quá sao thôi. Ốm quá lỡ người ta đi bên, người ta lại thấy em ôm cái cục nhà thấy không được. Rồi bạn trai, nãy giờ bạn gái nói vậy, mình có đáp ứng được nhu cầu của bạn gái được phần nào không? Chắc là cũng hơn 90% á. Hơn 90% luôn hả? Tự tin quá không? Bạn có thích lãng mạn không? Có. Một lần lãng mạn nào bạn đã thể hiện rồi? Ngồi trong quán ngắm mưa qua cửa kính á. Nói gì, chuyện nhỏ bình thường. Đủ đang ngồi đã uống cà phê mưa thì bình thường thôi mà. Cái gì mình cố tình tạo nên lãng mạn? Thì nói chuyện tình cảm này đó. Nói chuyện tình cảm với mưa là... Thí dụ nè, thôi thí dụ cụ thể nè. Thí dụ bữa nay là sinh nhật của bạn gái nè. Dạ. Đó, giờ mình là làm sao mình tổ chức sinh nhật như thế nào cho giờ nó lãng mạn? Trời mưa đang lớn đó. Một không gian kính thì mình làm... Kính là sao? Đóng cửa là hết. Tức là trong phòng riêng hả chị? Rồi. Có bánh, có đèn, mình bong bóng, rồi hoa, rồi nến. Rồi hai đứa. Hai đứa làm gì? Rồi ăn mừng sinh nhật ạ. Sinh nhật mà có hai đứa quá. Bây giờ mình nghĩ đi, thí dụ vậy bạn gái muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn dưới mưa. Không, chắc em nghĩ không có đáp ứng được đâu. Sao vậy? Không được. Tự nhiên sinh nhật xong hai đứa bệnh mà đâu có lãng mạn gì đâu. Vậy là không lãng mạn rồi. Lãng mạn người ta làm một điều gì đó. Hay đút bạn ăn gái ăn cơm dưới mưa, ví dụ vậy. Mình có sở trường gì không? Thực ra thì em rất là thích thể thao ạ. Anh chơi được khá nhiều môn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Sao thấy tướng không thể thao gì hết trơn vậy? Vai trò gì? Thủ môn ạ. Tập nào đá mạnh cũng mệt à. Vâng ạ, nên không ai dám đá mạnh đâu anh ạ. Khi nào mình tính tới hôn nhân được? Dạ thì khoảng một năm chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì có ạ. Cái gì? Thì đủ tiền ạ. Đủ tiền? Vậy được rồi. Có điều gì không thích ở người bạn gái? Lụm thua mà. Ở dơ. Không, con gái ít ở dơ lắm anh. Có chứ, cũng người nhiều ở dơ lắm á. Tôi gặp nhiều người ba cũng vừa tắm á. Có điểm gì nữa không? Đừng nhuộm tóc là đẹp quá. Em thì sống hiện đại lắm, nhưng mà ví dụ như xăm có thể xăm trừ những chỗ kính này được. Mình xăm ngồi sẽ bả vai. Có nghĩa là chỉ mở ra mình em thấy thôi thì được, người ta thấy thì không được. Vâng. Ví dụ như xăm ngay trán thì không được. Thể thao, cái tướng không thấy chút nào thể thao hết trơn. Sao vậy chị? Em tiếng khoa chị. Không biết nữa. Mai mối mà không biết nữa. Thì thể thao mà không có thể thao. Rồi bây giờ bạn hãy nói những nhược điểm của bạn. Em hay quên. Ê, em cũng hay quên, rồi về ai nhớ chưa khóa nhà. Vậy chắc thì tập lại. Rồi. Sợ chuột ạ. Hả? Sợ gì? Chuột. Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ạ. Sợ chuột bên kia sợ gì? Không, bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Rồi sợ chuột gì nữa? Hiện tại có nhiêu đó. Rồi có những ưu điểm gì? Em ưu điểm thì bắt thì em đều biết hết. Ca hát. Vâng, ca hát, thơ, nhảy, đẹp. Đâu đâu, làm thử bản coi. Chứ nãy hồi nãy quảng cáo có vụ thể thao, tôi thấy không có thể thao rồi đó. Văn thể mỹ mà, còn gì nữa thể hiện luôn. Nhảy á. Nhảy rồi, nhảy luôn. Nhảy khán giả vỗ tay lên kia đồng ý rồi đó. Dạ, em biết nhạc rồi đúng không ạ?
Tôi đàn nhạc cho tưng 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 tưng. Thì một số động tác em múa dựng này, ví dụ rap dance. Tôi phải coi lại thêm lần nữa. Chị bước lên trên. Nói chung thì đã biết động tác này. Rap dance nè. Đó, vô. Nè. Hey. Được, được, được. Dạ thôi ạ. À. Được, 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 được. Cũng được, cũng được, cũng dẻo, không có nổ. Vậy thì tôi cũng phải coi lại cái vụ thể thao chắc cũng được phải không? Để em đi đá banh với anh Thuyền Linh ạ. À. Anh Thuyền Linh nó đâu có đá nổi nữa. Anh đá tiền về mà chạy bán kính 2 mét. Cảm thụ âm nhạc tốt. Chạy vòng 2 mét thôi. À, bạn nữ mình có sở thích gì không? Có chị, em thích thể thao, em chào anh. Trời em, thích thể thao. Thích thể thao, ví dụ như đá banh em cũng đá, nhưng đá cầu môn này. Hai đứa rủ nhau đi đá banh được ha. Em cũng thích đi dạo lung tung rồi đó. Đi dạo với ai? Thường thường là đi một mình. Có mấy người dắt chó đi dạo á. Khoái lắm á. Em cũng khoái chó lắm, nhưng mà nhà không có điều kiện nuôi, cái đi một mình ngắm chó người ta. Em cũng khoái chó lắm anh. Hà Tĩnh hả? Dạ. Bạn có đọc một bài thơ nào về Hà Tĩnh, một bài hát nào về Hà Tĩnh? Giọng Hà Tĩnh đặc sệt nhất thì em mượn bài của Nghệ An. Rồi. Ngại ngôi chi mà anh nghĩ nọ về, hay là anh chê quê em nghèo đòi, hay anh chê em vụng về câu nói, đất thanh trương nhụt mặn đi chua ca. Chắc có lẽ rửa mà anh chê, chắc có lẽ rửa mà anh nọ về. Anh nọ về là anh không về đó. Đất thanh trương nhút mặt chua cà. Dạ. Rồi thôi gì cũng được, tạm ổn như rất là. Trời ơi khổ ghê. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn em. Bạn em đâu? Rồi, em được. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn thấy tính tình bạn ấy sao? Cũng hiền lắm. Hàng ngày thấy đi làm bình thường. Có ai đeo đuổi không? Dạ không. Có đeo đuổi ai không? Dạ không biết. Bạn có gia đình chưa? Dạ em có rồi chị. Bạn thấy bạn trai bên này có hợp với tính bằng bên kia không? Dạ anh nãy giờ thì anh thuyết phục được tôi rồi. Nhưng mà có thể là còn 2 phút chương trình nữa thì anh có thể thuyết phục được em gái của tôi hay không? Dạ thôi thuyết phục được anh là cũng được rồi, đây là vui rồi, có cơ hội. Bạn nam có đi với ai không? Dạ không, hôm nay em đến một mình. Rồi, ok. Chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Thôi thôi, hoa tặng anh. Rồi, em cảm ơn ạ. Tiếc quá, nãy cổ không có thấy anh này, anh nhảy. Nhảy trước mặt bạn gái. Nhảy bao nhiêu người coi, nhảy tường anh. Ừ, nhảy rồi mà. Mà em chưa thấy. Để em xin nhạc ạ. Rồi, cho nhạc luôn. Rồi, mở nhạc luôn. Nhảy xách, muốn xách xách bạn gái kìa. Dạ thôi đã, đúng đấy. Nhảy xích xích trước mặt bạn gái. Dạ được rồi ạ. Thôi ạ. Thấy chưa có lại, chưa được nữa nè. Đó, đứng đây nè, làm lại nha. Nhạc lớn lên. 2, 3, bắt đầu. Yeah. Dạ được ạ. Chưa bao giờ thấy một kiểu mà cô gái lạ lùng vậy. Thế sao mà? Thấy cũng được ạ. Được, được. Quá dễ thương ha. Dạ. Dẻo dài lắm đó. Em nghe giới thiệu anh cái gì tròn tròn, tưởng tượng giống anh Quyền Linh. Ai vậy? Không giống. Từ từ em, bữa giờ anh mới cần một người vợ có thể làm anh mập ra chứ. Vậy là nuôi anh cũng hơi tốn ha. Anh tốn cái em nhiều lắm rồi mà nó vẫn dài đó. Vậy tiền quá tốn rồi còn gì. Chị chưa có hơi á. Tốn mà anh uống rồi nó phải có cái hơi âm dương rồi nữa nó mới mập. Về hung miết 3 tháng mập lên. Ủa, ở đây em ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bình Tân. Anh ở Củ Chi. Cũng hơi xa. Vậy thì nếu hẹn hò thì một tuần anh xuống đây được mấy lần? Công việc anh tự sắp xếp, có thể em muốn thì anh xuống thôi. Nếu muốn nữa anh nghỉ luôn. Em ở trong này với ai? Em ở một mình. Ồ dạ. Quá thuận lợi ở con mình đó. Nhưng mà em ở trong công ty. Vô công ty quan trọng là ông bảo vệ đó. Kiếm tình yêu đi, hôn nhân đi. Nói gì cho anh ơi cho bấm đi em rung gì đâu rung, không có cho bấm gì trơn á. Giờ nói nữa đi, nói hoài luôn. Em thích nuôi chó đúng không? Dạ em thích. Thì anh cũng cực kỳ thích. Thì sau này nếu mà vợ anh mà không có việc làm thì cứ ở nhà nuôi chó. Thôi em thích nuôi chó nhưng mà cũng không thích ở nhà em nuôi ôm chó đâu. Ý anh gì kỳ lạ vậy? Ý sao mà mình thuyết phục mà em thất nghiệp thì về cho nuôi chó. Thiết tình. Ủa em nấu ăn có giỏi không? Em biết nấu ăn thôi, nhưng mà em ăn được, còn người khác thì em không biết. Mà trước giờ có ý kiến phê bình chưa?
Những người trong nhà thì thường thường không có ai có ý kiến, tại vì có ý kiến thì không có ai nấu cho ăn hết. À, sao dạ. Chim ăn được là người ăn được mà. Thì cổ ăn được, lem ăn không được. Thôi một câu về tình yêu. Rồi khoảng bao lâu em kết hôn được? Em thì có thể được thì tháng sau cũng được rồi đó. Thích là nhất ha. Rồi hết thời gian. Ta nói được là tháng sau làm luôn cũng được. Quan trọng là ông bảo vệ cũng cho vô không thôi. Chuẩn bị. Hà Tĩnh và Huế. 3 2 1. Hết thời gian. Sao không bấm bạn? Dạ thì trong một mối quan hệ thì cảm nhận đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhưng mà hiện tại bạn gái chưa cho em cái cảm giác đó. Nhưng mà anh thấy cô gái dễ thương thật mà. Dễ thương là một chuyện thôi ạ. Còn cảm giác là một chuyện khác hả? Vâng ạ. Bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra thì cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà cũng tại vì cũng không có đặt nặng vấn đề là tới đây là có phải kiếm chồng. Nên là cũng không có. Muốn cho mình một cơ hội thôi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng chưa tới thì chờ cơ hội khác. Dạ. Hy vọng là bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình đâu đó. Cũng rất là tôn trọng quyết định của bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em anh. Đây còn quà nữa nè. Gửi tặng hai bạn một cặp sao mắt i5 về nghe nhạc. Ai, chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm gặp cho mình một nửa còn lại. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng nha chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Mới 4 tháng rồi. Ai cha, cô gái dễ thương mà. Anh cũng không hiểu. Nghĩ là cô gái không bấm, chàng trai sẽ bấm. Em cũng cảm giác vậy. Nhưng cuối cùng nó ngược lại. Ai, nói gì tình yêu mà khó nói phải tôn trọng nữa. Cảm giác của đúng người rồi. Ta thôi. Tất cả mọi thứ giờ? Đều là cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn. Mời bạn nam. Chào mọi người, chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh, chào anh Minh Bảnh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hiền, hiện tại em 28 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên Hò, năm nay em 30 tuổi, em làm kiểm định viên ạ. Kiểm định là kiểm định dạ, cái gì? Bên công ty em thì có cầm cố thì chẳng hạn như kiểm định vàng, bạc hoặc là điện thoại, laptop gì đó. Bạn tới bạn kiểm định để định giá phải không? Dạ, đúng là định giá chị. Có nào kiểm tra nhầm không? Dạ, cũng có, lâu cũng bị. Mình kiểm định con người được không? Dạ, cũng được anh, đó được. Kiểm định tôi còn bán nhiêu phần trăm? Không được cho hết rồi. Hết luôn hả? Dạ rồi. Trời ơi, không có phần trăm nào hết. Trời ơi, kiểm định tệ vậy trời. Quê bạn ở đâu? Dạ thì em ở Nha Trang ạ. À. Bạn nữ mình là quê ở Củ Chi luôn hả? Dạ đúng rồi chị, em nhà Củ Chi luôn ạ. Dạ, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng nha chị. Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Thì đi kiếm mới 4 tháng rồi. Cái gì mà mới 4 tháng lên đây ngồi rồi lẹ vậy? Dạ. Ủa hà, mới 4 tháng đi kiếm bồ khác rồi hả? Mối tình đó lâu không mà? Dạ 8 tháng rồi. Mối tình 8 tháng, chia tay 4 tháng. Chị mối tình đầu tiên thì bao lâu? Dạ. Mối tình đầu tiên quen bao lâu? Là 6 tháng chị. Thì 6 tháng. Mối tình kế tiếp chuẩn bị thì mình mấy tháng? Em chuẩn bị theo năm chứ không theo tháng nè. Tháng thì không hợp. Không hợp đúng không? Không thể không ổn. Không. Điều gì mà làm chia tay nhanh dữ vậy? Dạ tự nhiên cái... nó hết tình cảm thôi à. Mình tự hết nhiên. Mình hết hay đối phương hết? Dạ đối phương hết chị. Tự nhiên dạ. Sao nó hết? Có phải có mình gì phải chứ? Coi lại bản em thân không biết chứ. Lý do tại sao? Có hùng nhau chưa? Chưa. Thấy chưa? Không cho tao hùng. Không phải. Hả? Không phải không cho. Mà tao không chịu. Cái gì vậy? Tao chịu hùng hả? Ông nào kỳ lạ ta. Sao không chịu hùng ta? Em có lần nào khiêu gợi cứ hùng đi hùng đi không? Nhiều khi mình không có bật đèn xanh ta không dám hùng. Em nhào vô nắm tay nó chạy ra không ạ? Ủa vậy đó hả? Phủ tay em ra giờ sao giờ? Lạ quá. Em cũng thấy lạ nữa. Bạn lạ quá bạn ơi. Nó lạ. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn tâm lý nè. Bạn gặp người con gái bạn muốn hung không? Người ta cho mình muốn hung. Người ta cho luôn á. Được rồi, hung với mới hiện hung. Thấy chưa? Mà bạn bên kia bạn nói hậu á. À. Ông kia ông không hung. Ông đó bị gì rồi đó. Chỗ là chỗ đó đó. Khổ. Phải nghiên cứu cái cô này lại cái đá. Nhưng đúng mà nghiên cứu em, coi sao nha. Em có tật xấu gì không?
Tật xấu hả chị? Ừ. Thì em chỉ là hơi nóng tính thôi. Với lại ngủ thì khi nào mà mệt quá thì ngủ có thể hơi ngáy thôi chứ cũng không có gì. Ngủ hơi ngáy nhưng mà chưa có hung là đâu có ngủ chung đâu. Đúng rồi. Vậy ta đâu có biết em ngáy. Thật sự là em á, anh cũng không có xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì hết á. Từ lúc quen đến lúc chia tay chưa hề cãi nhau một lần nào hết. Hay là nhạt quá. Em phải tạo cái gì cho nó cuốn hút nó hấp dẫn lên chứ. Có nắm tay không? Có nắm tay không bạn? Dạ em nắm anh ơi. Em nắm hả? Dạ. Rồi bạn kia im ru luôn hả? Dạ. Vậy cuối cùng là bạn có thích, bạn thích trai hay thích gái? Hả? Bạn đó cuối cùng là thích trai em hay thích gái? Em không xác định được. Chắc là 3D quá. Bạn có cái gì vậy? Bạn có sở trường gì không? Cái gì cũng có chút chút chị. Nấu ăn thì em cũng biết nấu sơ sơ. Nhưng mà thường những món mà em mới biết nấu á, em không có dám ăn. Em để người khác ăn trước. Vậy là nấu cho bạn đó ăn phải không? Dạ đúng rồi. Không. Trời ác là anh. Chắc ta ăn không được rồi. Không. Khen ngon. Khen ngon. Không có thiệt tình không em không biết. Bây giờ nè. Bây giờ các bạn kia cười quá chịu không nổi. Trời. Có nhiều cái lạ quá. Bây giờ mình nói bên đây đi ha. Bạn có một tài lẻ gì không? Dạ em thì có rất nhiều tài lẻ. Chẳng tài lẻ thí dụ em, biết hát, biết đánh đàn, rồi biết khiêu vũ. Em là đi khiêu vũ cũng lâu rồi. Rồi đứng lên vừa hát vừa khiêu vũ thứ coi. Không được. Kệ nó đứng đi sao đâu. Không có nhạc, không có nhạc. Kệ nó thử thử thôi. Cái là cái chân em nó hơi đau. Không kệ đâu, giờ đứng lên hát biểu diễn rồi nè. Biểu diễn đứng xích xích lên xíu cho mọi người thấy luôn. Bắt đầu. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió, có gió lần đây, có tiếc buồn gì, có bất tình sầu. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Múa sao rách áo rách nách luôn rồi nè. Giờ mốt kiểm tra lại cái áo rách nách rồi nha. Rách đâu đi coi. Giá lại coi kìa. Đó. Trời ơi sao vậy? Như nay đi hỏi vợ mà vậy chết rồi. Không có người nào may cho em lười biếng em may. Rồi mà không còn áo nào khác sao? Trời ơi. Đi coi vợ mà áo rách. Khổ vậy trời ơi. Người ta nói cái gì dạng sự khởi đầu nan. Ôi mày cái gì ngày đầu tiên mà vậy là tiêu rồi. Bên ngoài đẹp một chút gặp người yêu rồi cứ về luôn nha. Dạ rồi. Em nói nghe nè. Giờ về nè ha. Đưa cái này ra nha. Kỳ vậy? Thôi lỡ làm sao đâu, vậy cho ta thương, xung quanh không có bàn tay phụ nữ. Được, vui vẻ, tướng cũng mạnh khỏe. Dễ thương mà. Thật đồ chắc nụi ha. Thích người bạn gái thì sao? Chỉ cần nhỏ nhắn dễ thương, đừng có béo quá. Đừng béo quá ha. Dạ. Không nhỏ bên kia nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đưa má ra là nhào vô hung liền. Một chút mà được là nhào vô hung liền cho tôi. Thật sự chưa hung. Chưa có được hung. Nhưng mà người ta không cho, mình đâu có không được. Cho. Dám không? Hay là dám cho ông kia luôn? Không cho em hung chị. Cho là hung ha. Cho là hung. Dù mình là ăn không gì mình ta nắm tay, mình phủi tay ta ra là sao? Đó là ác cái gì? Ác quá. Phủ phàng quá. Đúng rồi. Sở thích khi rảnh rỗi thích làm gì? Dạ thì em hay đi coi phim, anh phim bộ. Có khi một bộ phim em coi cả năm mấy, hai năm. Coi phim gì? Đi quay chiếu phim. Chẳng hạn như phim Cô Dâu 8 tuổi nè. Cũng coi hoài, rảnh rảnh coi rồi rảnh cũng coi. Không đi làm ăn xong rồi. Đời dạ, sống chợ đêm mà em hả? Không tại đây suốt là đêm ăn đúng á, đêm ăn coi dữ. Phải thơi ra nữa, coi không mấy phải, năm chưa. Tại chị biết sao không? Tại em làm á thì cái thời gian rảnh cũng nhiều. Tại khách vô thì em mới làm, em mới kiểm định, không có khách thì thời gian rảnh rồi thì em mở TV lên em coi. Trời ơi, cái này nói chương trình này phát sếp thấy coi chừng nghe sếp đuổi việc á. Em kiểm định chị thường coi bao nhiêu phần trăm? Chị nếu mà em kiểm định thì chắc cũng cỡ 70%. Trời đất ơi, 30% kia mất đi đâu? Thì chị kia kiểm định, em kiểm định cho em có biết đâu, mất đi đâu. Thấy kiểm định anh có miếng nào không? Có được rồi. Có lúc mà có tiền rồi. Có 70% là ngon rồi. Thôi cũng được. Ngồi kia qua kiểm định cô kia còn mấy chục. Đừng có che nó rách nhau không? Tại không có người chăm sóc thôi. Về mai lại dùm cho ảnh. Anh đang cần cái người may áo. Dạ. Áo nào cũng rách nghỉ đi. Một tủ áo mà hôm nay đi tới đây cái áo rách có nghĩa là nguyên cái tủ rách hết rồi. Em biết chỗ sửa vậy. Đúng không? Nguyên cái tủ rách hết rồi. Ta nói có bài hát là áo anh rách vai. Thấy không? Áo anh rách nách. Hát vậy khó quá. Hôm nay em tới đây có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn em chị. À bạn em đâu? Dạ bạn em ngồi dưới chị. Hồi đó giờ em có thấy ai mà ngày đầu tiên đi hẹn hò mà mặc áo rách nách chứ? Dạ chưa thấy chị. À bây giờ em cảm nhận anh chàng như thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng được, cũng hiền. Còn vụ này sao? Dạ vụ đó thì nó cũng xí xóa cũng đỡ đỡ anh. Cũng được ha. Không sao. Bạn cứ đi với bạn Nam. Đó, đi với lại mấy chị em cho công ty. À, hèn chi thấy nãy giờ xóm bên này rần rần. Vậy rần, mà không chịu kiểm tra rồi áo quần cho bạn bè đi. Bình thường ở trong trong chỗ làm mà ảnh là người như thế nào hả chị? À, Hoài rất hiền chị.
Mà sao trong trong công ty không có cô nào để làm ma chảnh hả? Quá trời cô ngồi đó. Dạ trong công ty cũng có gia đình hết rồi. Ủa em thấy em gái này so với dạ thấy hiền dễ thương. Rồi chị thấy được chưa? Cặp này hợp không? Dạ thấy được. Công ty ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Đám cưới đi nhiều. Câu này khó quá. Rồi cảm ơn các chị. Bây giờ cho hai người gặp nhau nha. Thật ra tôi vẫn tôi vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà để hai người nói chuyện cho hiểu nhau hơn. Sao mà cái anh bồ cô này lại không hung cổ? Kéo màn lên. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Hãy suy nghĩ vụ này á. Dạ em chào em, cảm ơn. Hung cái trước đi nói chuyện. Cho anh hung cái mở hàng cho nó hên á, hiểu không? Phá nó không thỉ xui đó đi. Trời ơi. Không cho có cho to mà. Cho. Không không tôi hung à. Đâu vô. Rồi. Người ta có cho không? Nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt, không hùng người ta bực á, ta nói ba đề đó. Hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Ôi trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi vậy nha. Có nổi da gà được rồi, thôi được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Mới hùng tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da vịt nữa đó. Rồi, hai ba kiểm định. À, anh ở Nha Trang vô đây làm luôn hả? À, anh ở Khánh Hòa. Ủa sao vui quá cười hoài vậy? Hung chạm với cười hả? Chắc chạm với cười á chị. Em có thích coi phim không? Dạ có. Giống anh. Đã không coi phim cô vô tấn tuổi đâu. Quan điểm hôn nhân tình yêu gì đi. À, em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ khi mà yêu á thì phải tin tưởng. Tại vì khi mà anh không tin tưởng thì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh kiểm soát. Mà cái người bị kiểm soát rất là mệt mỏi. Anh cũng vậy, anh cũng như em, chỉ cần tin tưởng nhau thôi. Dạ. Còn... nhắm con mối tình này được mấy tháng? Qua được năm không? Hên xui chị. Nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Khi thấy nào? Gì trong mắt nhau? Coi lông mi không? Hả? Thấy gặp lông mi. Trời ơi, nguyên mặt em thấy được cặp lông mi không hả? Bạn cảm nhận chàng trai đối diện như thế nào? Em thấy ảnh cũng hiền, cũng thật thà. Bạn có đồng ý giá áo nghe, rách ngay nách cho ảnh không? Em thì mấy cái vụ may giá em dở lắm. Nhưng mà cái nào rách em đem ra tiệm cho người ta giá lại. Có gì, có lòng thành là được anh ạ. Lòng thành. Điều dưỡng chăm sóc tốt lắm á. Hết thời gian. Nào. Kiểm định và điều dưỡng. Điều dưỡng xong rồi đem đi kiểm định. 3 2 1 hết thời gian. Sợ quá. Đồng ý hẹn hò làm giật mình. Sát vô nắm tay nhau coi. Làm gì? Che rồi ăn hết cái bông hồng của ta đi. Bây giờ chính thức hôn được rồi đó. Hôn nghe má. Tay lắm, tay. Hôn nghe má cho đi. Tay. Hôn đi. Không đi anh. Vậy mà nở đau thằng kia. Không đi anh mà nó chạy. Ba đi rồi. Trời. Bây giờ ở đây á là không đi anh nhưng mà mai một chút về. Cho nó gọn ha. Ê, tặng các bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những thời gian thật lãng mạn bên nhau nha. Cảm ơn em. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một cặp loa của sao mắt i5. Nắm tay đi xem phim đi. Nhớ ra mua cái kim. Ra mua kim giá áo. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, lọn trước không đi mà lọn làm sao vậy cưng. Vậy bây giờ hai nhân vật nữ của ngày hôm nay nè, xin mời. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng ngồi ở ghế màu đỏ nhưng mặc áo màu xanh. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào hai MC của chương trình là chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lâm Thanh Tùng, sinh năm 89, năm nay em 32 tuổi. Em là quản lý bar bên một cái nhà hàng quận 7. Và tối em có chạy rap thêm.
Wow, giỏi quá vậy, giỏi quá vậy. Có nghĩa là ban ngày đi làm quản lý ba. Ủa cái ba không làm ban đêm hả? Ủa kỳ vậy. Chỗ đó là nhà hàng thì nhà hàng bên em mở nguyên ngày nhưng mà em chỉ làm bên mảng ba thôi. Ba là làm mấy giờ? Ba là làm cocktail, là từ chiều bắt đầu mới có khách để uống, người ta uống rượu. À, coi như ban đêm làm quán ba tới mấy giờ mới về? Dạ cỡ 7 giờ tối em về. Sớm quá vậy thôi hả? Tại vì em quản lý, em có những cái người làm dưới em nữa. Rồi về là em rảnh thì em chạy ráp. Chạy ráp thêm nữa. Dạ. Chà, kinh tế ổn định không? Dạ ổn định. Chút xíu nữa mình khai thác coi có của dư của để gì không nha. Nhưng mà Tùng quê ở đâu Tùng? Dạ quê em Vĩnh Long ạ. À, vậy hả? Dạ. Cùng với chị rồi. Rồi bây giờ còn ai dưới quê? Dạ còn dì em mới là cậu em. Còn ba mẹ đâu? Ba mẹ ở quận 8. Tạm thời là thông tin của Tùng là như vậy nha. Mời bên kia. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt, xin chào chị Cát Tường cùng hai bạn nam và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Bảo Khánh, năm nay 23 tuổi. Công việc của em là chuyên viên đào tạo tại Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAC. Quê của em thì ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Vậy em ở đây ở đâu? Dạ em ở quận 8. Ba mẹ ở quận 8. Quận 8 luôn hả? Ủa sao bên đây cũng quận 8, bên đó cũng quận 8 kìa. Có nào nhà gần 8. Nhau không? Em ở khúc nào? Dạ em ở Bến Bình Đông. Bến Bình Đông. Em ở quận 8 ở chỗ nào? Bến Bình Đông luôn ạ. Bến Bình Đông luôn ạ. Ê trời ơi, bên đây ở Bến Bình Đông luôn kìa. Chỗ mai. Trời ơi, có chừng quen nhau nha. Có chừng quen nhau nha. Rồi bạn gái bên kia luôn đi. Dạ xin chào tất cả mọi người, xin chào anh, xin chào chị và cùng toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lương Mai Thúy Phượng, hiện tại em 23 tuổi. Quê em ở Thái Bình. Em đang là giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ tại Sài Gòn. Giáo viên dạy tiếng Anh. Dạ đúng rồi ạ. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm được hơn 1 năm rồi ạ. Từ lúc em vẫn còn là sinh viên đến bây giờ. Wow. Bây giờ của mình cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng, không? Đúng rồi ạ. Vậy là tất cả các bạn đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chưa. Còn, đang quay qua nè, còn một người cuối cùng. Dạ. Em đang sống ở đâu em? Dạ em đang sống ở Bình Dương chị. Sao trớt quốc vậy? Tôi mới giới thiệu trớt quốc vậy rồi. Mời em sống ở Bình Dương. Em tên gì? Dạ em xin giới thiệu, em tên là Võ Văn Vương Hoài Linh. Em sinh năm 90, năm nay em 31 tuổi. 31, mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng, bên nhân sự với lại thêm một số cái vấn đề giống như là HSE với lại ISO. Là cái gì không hiểu? Dạ về bên an toàn á chị. À, mình là làm việc ở Bình Dương, sống ở Bình Dương luôn. Dạ, quê rồi. Mình Bình Dương luôn. Dạ em ở miền Tây, em ở Tiền Giang. Ba mẹ là ở Bình Dương hay ở? Dạ không, ba mẹ em thì ở quê, thì mấy anh chị thì ở Bình Dương với Sài Gòn. Quay lại với bạn trai đầu tiên, ngồi ghế đỏ nha. Bây giờ cưng điểm mạnh điểm yếu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em là em có thể giao tiếp tốt với mọi người, và về ngôn ngữ thì em biết được tiếng Anh, tiếng Quảng với lại một chút xíu tiếng Philippines. Tiếng Anh, tiếng Quảng, tiếng Philippines nữa. Dạ. Tiếng Anh thì thôi chị cũng hiểu, tiếng Quảng sao có liên quan tới tiếng Philippines là... Tại vì người bạn gái cũ của em là người Philippines đó. À, vì bạn gái cũ người Philippines, mình yêu cổ mình phải học tiếng Philippines. Dạ không chị, tại vì lúc mà giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, nhưng mà có những lúc mà gọi điện thoại bằng video call đó, thì nói chuyện với lại gia đình đó, thì em cũng học thêm. Vậy tương lai nếu mà em quen thêm vài người ở vài nước nữa thì sao em học thêm vài thứ tiếng nữa đúng không? Hai người này có khả năng ngôn ngữ cao. Người này có khả năng ngôn ngữ cao. Ủa dành hết cả thanh xuân đi học vậy mà còn yêu được hay vậy? Tại vì em mới về nước được khoảng chừng nửa năm thôi. Ủa em đi đâu? Em đi làm xuất khẩu lao động ở Macau ạ. Em đi làm bển được mấy năm? Em làm được 9 năm ạ. 9 năm, chà, cái này vốn nặng à. Đi làm 9 năm ở nước ngoài chắc để dành được nhiều à, đúng không? Trong thời gian em làm 9 năm thì có những cái biến cố. Giống như mẹ em bị tai biến, ba em hiện tại cũng đang có bệnh. Có rất là nhiều người nghe em nói là em đi làm 9 năm nghĩ là em rất là dư dả. Nhưng mà cũng là, nó cũng là một câu chuyện dài. Tuổi trẻ mình chưa lập gia đình thì mình hy sinh, mình đi làm, mình nuôi cha nuôi mẹ, báo hiếu là một điều rất tốt, đáng trân trọng. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Mình đông anh chị em không? Dạ em có hai người, đó là chị hai em, năm nay là sinh năm 84. Ừ. Là cũng có gia đình rồi và có một cháu. Ổn hết rồi, vậy là giờ còn mình em thôi. Dạ còn mình em ạ. À, bây giờ là lo mình em nữa là coi như là... Ba mẹ sắp có cháu nội. Ba mẹ sắp có cháu. Không, em nói là tương lai. Trời ơi, ông chưa có vợ, ông lên đây ông ngồi ông kiếm người yêu mà ông nói ba mẹ em sắp có cháu nội luôn rồi. Em hơi run. Tầm nhìn xa, được. Chúc mừng cho ba mẹ em sau ngày hôm nay có cháu nội luôn. Ủa rồi điểm mạnh điểm yếu là chỗ nào? Điểm yếu của em là nói hơi nhiều chị, với lại suy nghĩ nữa. Có nghĩa là người ta nói một em phải suy nghĩ 10 luôn. Tới bên kia. Dạ, điểm mạnh đúng không? Điểm mạnh đó. Em vui, rất là vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy năng lượng. Được. Thí dụ như là mỗi khi mà em tới công ty thì em luôn sẽ chào hết một lượt tất cả các nhân viên.
làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Điểm yếu của em là em cũng suy nghĩ nhiều. Em nghĩ gì mà nhiều vậy Cương? Dạ, khi mà một cái sự việc gì đó nó xảy ra thì em sẽ suy nghĩ xung quanh cái sự việc đó rất là nhiều. Nhiều khi tối em về em nằm ngủ, em lại suy nghĩ tới sáng. Trời đất ơi. Tới sáng, trời đất ơi. Thật ra thì em cũng đang cải thiện nó nhưng mà em vẫn chưa có thoát khỏi được cái chị. Dạ. Nhưng mà thường suy nghĩ là nó cứ lòng vòng hay là suy nghĩ nó có ra được cái lối thoát nào không? Hay là chỉ có thấy sáng ra mệt mỏi? Dạ, lúc đầu là nó lòng vòng rồi từ từ nó khởi sắc. Trong tương lai thì em nghĩ nó sẽ tươi sáng hơn. À, nhưng mà chị thấy trước mắt mà em thức sáng đêm là chị thấy tới sáng là nó tối rồi đó. Dạ. Phải giữ gìn sức khỏe nha em. Đi tới đây là có sách theo cây đàn rồi đó. Chị Tường ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Mình muốn làm luôn không? Năng lượng tích cực. Đàn luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Trời ơi, đàn luôn hả anh? Bài lại cho em luôn. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngược đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng chơi chẳng nghĩ ngợi. Môi vẫn luôn cười tươi tắn xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Wow, dễ thương quá. Câu cuối cùng là bên đây có hai chàng trai ngồi nín thở luôn. Nín thở luôn hả chị? Sao em? Hát hay hả? Hát hay, giọng truyền cảm. Tính hát hả? Hát luôn đi. Em xin hát chay ạ. Rồi, xin hát chay, ok. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình này là mong manh, bờ môi còn cao cát chờ. Này người tình, cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Wow, ê Tùng hát hay lắm nha. Là ban đêm đi làm quán bar, ban ngày lúc mà chạy xe mà bị ế á, ngồi trên xe là hát. Có luôn chị. Đúng không? Đâu phải lúc nào cũng có khách đúng không em? Đúng. À, ngồi hát, bình thường ngồi trên xe đó, hát vậy là quay kiến xuống hay kéo kiến lên? Dạ quay kiến xuống. Quay kiến xuống là người ta đi đường người ta nghe hết luôn đó. Phải không? Không phải em chạy rap bay. À. Chứ không phải chạy ý chạy rap bay. Chạy rap bay nhưng mà chạy rap khai. À chạy rap bay phải chạy rap bay. Dạ. Rồi hát là nghêu ngao là coi như đi đường người ta nghe hết. Đôi lúc mà có khách em hỏi khách là chị có buồn không hay là em có buồn không, em cũng có thể hát cho người ta nghe được mà. Vậy luôn hả? Rồi. Kiểu đi vừa đi không đau ôm vừa được nghe nhạc như dạ, đi sao vậy đó hả? Hai bạn gái bên kia nghe giọng trai của bạn Tùng nhà tôi như thế nào? Sao nè? Em thấy là bạn nam hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Wow. Xin cảm ơn. Hát rất là hay và có cái giọng rất là ấm áp. Còn em thấy bạn hát sao? Dạ rất là hay ạ. Hay. Nổi da gà. Nói chung. Nổi da gà luôn. Nổi da gà luôn. Bạn cái xanh. Nghe anh chàng cái đỏ hát mà bạn cái xanh nổi da gà luôn. Mấy bạn nữ cũng nói chung là tôi thấy đầu mấy tiên bạn nữ vô. Hát em cũng nổi da gà mà. Hay là tại bị lạnh vậy? Hai bạn áo xanh hát là em đều nổi da gà, phải không? Tới bạn trai ghế xanh của tôi, em trai. Dạ. Yeah. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì cơ? Điểm mạnh của em thì hòa đồng với hoạt bát, em có biết nấu ăn xíu. Điểm yếu thì em hay bị áp lực trong công việc á. Những lúc như vậy thì em hay rất là khó chịu. Bây giờ tới mình đi nè. Về điểm mạnh của em thì khi mà em đặt target cho mình thì em tập trung vào cái việc đó. Em tự tin rồi là em dễ kết bạn. Còn điểm yếu của em, nói đến điểm yếu thì em em vô tư, em hậu đậu, em đụng đâu bẻ đó. Vô tư là sao? Tức là cái gì nó đến thì không thôi, rồi cũng không có nghĩ nhiều, không nghĩ xài hết. À, kệ nó.
thuận theo chiều gió rồi hả? Dạ. Em có đam mê gì không? Thật sự đam mê thì có một thời gian thì em khá là thích leo núi hoặc là leo trekking, đi bộ, đi đường dài, đi qua khu ví dụ Tài Năng Phan Dũng hoặc là đi mấy ngày vậy, xong cắm trại. Đi bộ mà đi mấy bộ ngày hả? Dạ đúng rồi. Đi bộ đi mấy ngày là đi đâu? Giống như đi mấy cái cung đường Tài Năng Phan Dũng hoặc là đi leo núi bình thường thôi. Đi một mình? Dạ không. Chứ em đi ngủ còn không dám ngủ mình nữa. Vậy đi với ai? Em đi với bạn, em đi với nhóm. Đi bộ đường dài xong rồi mang đồ ăn, thức uống. Tại vì đi bộ đó không có đồ ăn thì mình phải gác cả đồ ăn rồi thức uống trên đó, thường là đi qua đêm. Cô này cũng thích cảm giác mạnh mà sức khỏe cũng dẻo dai bền bỉ ha. Em chỉ đi với bài đàn thôi. Chứ em đi một mình chắc em chết. Phiêu lưu và khám phá. Đây, chị sẽ giới thiệu một chàng trai sức khỏe rất dẻo dai, có thể đi với em trên khắp mọi nẻo đường. Lại đây, lại đây, lại đây. Cái gì? Lại đây, lại đứng 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 đứng. Chị muốn cho cổ nổi da gà. Chưa. Sao? Thì bây giờ sao? Kêu lại đây, tôi cho rờ món. Chưa. Chưa cái gì, bình thường thôi. Thấy mặt nhau đâu mà. Đưa tay ra cưng. Đó. Đó. Em làm em rờ sao mà người ta nổi da gà đó. Rờ sao mà người ta nổi da gà đó. Cảm nhận đi, đó. Sao em có nổi da gà không? Lại... Em phải cầm vô cái bàn nè. Cái người ta mới nhận cảm nhận được chứ. Sao em gái nhắm mắt lại hít thở coi. Không gì trơn. 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 Rồi đứt dây chuông rồi xong luôn. Rồi em mạnh dữ vậy. Ê mình không có gì trơn là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Nhí hoài luôn. Ủa là mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Mình nắm hoài luôn hay sao nhờ? Ôi vậy. À buông rồi, chị buông rồi. Rồi sao thôi có... Vậy không có gì coi như là không có nổi da gà phải không? Dạ yeah. Vậy là bình thường không có bệnh. Vậy là máy lạnh cũng không gì hả? Không có gì hết. Rồi rồi thôi ngồi đi. Mà chị hỏi luôn bạn trai ngồi ghế màu xanh nè, em đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc sinh viên, quen cũng được 3 năm. 3 năm. Mối tình thứ hai thì khoảng 2016, bạn đó cũng làm chung công ty với em. Cái quan niệm của em á là ví dụ như là khi mà yêu nhau thì không phải là đợi một bạn nam nhắn tin trước, mà bạn đó thì cứ nói là khi nào anh nhắn tin thì em sẽ trả lời. Nhiều lúc em cảm thấy em mệt mỏi. Quen nhau được bao lâu? Chắc cũng khoảng hơn 1 năm. Cái quan điểm của bạn đó là có qua mới có lại, nhưng mà em qua thôi cổ mới lại chứ cô không có qua trước phải không? Dạ. Mối tình thứ ba thì 2019, 8 tháng 3 2020 thì bọn em chính thức chia tay. Nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ gì đó, cái bạn đó lại mặt lại buồn ra. Cái đó tạo cảm giác cho cái người nam mình ghét, nó thấy hơi chán nản. Mà em có tìm hiểu là nguyên nhân tại sao đang đi chơi thì bạn buồn thì không? Phải có cái gì tao mới buồn. Tại sao bạn buồn? Xong cái nói là đang vô nghe nhạc thì bạn đó nói ủa sao anh không nói gì hết. Chị đang nghe nhạc, mình nghe nhạc xong rồi mình nói chuyện. Em mới là đâm bang. Em mới là đâm bang á. Em mới là tào lao á. Hiểu không? Hiểu ý chị đang nói không? Tự nhiên đi chơi hai đứa rồi em nghe nhạc, rồi cái cổ hỏi sao không nói chuyện, cái em nói em nghe nhạc xong, em nói là chị nói về nhà nghe nhạc. Nghe nhạc xong rồi đi chơi. Phải không mọi người? Còn em á là vô duyên á. Nói nghe nè, hai đứa yêu nhau chẳng có ai phải thay đổi gì ai hết, mà mọi người tự cảm nhận. Ví dụ mình yêu cái người đó rồi mình thấy xem cái người bạn trai mình thích cái gì, bạn gái mình thích cái gì, mình yêu người ta tự động mình sẽ thay đổi cái bản thân mình một chút để mà phù hợp với đối phương, với hoàn cảnh. Chứ mình đừng có bắt người ta phải thay đổi góp ý hoài. Tôi tưởng đâu cổ là cái tánh ví dụ như cổ hay là cằn nhằn cáu gắt, hay là cổ đi làm với công ty của không tôn trọng người này người kia thì mình mới góp ý em ơi, ăn nói dịu dàng nhẹ nhàng. Con đằng này tự nhiên cô đang đi chơi rồi mặt cô buồn, tại em nghe nhạc thì cô buồn, đúng rồi, tự nhiên vậy cũng góp ý. Hiểu vấn đề ha? Chị Tường nói vậy nó hơi thô nhưng mà phải vô thẳng vấn đề, vậy là hiểu nguyên nhân sao ấy rồi đó. Cô gái vụng về của tôi, tình trường em mình sao? Nếu mà nói chính thức yêu thì cũng chưa yêu ai hả? Cái gì chưa yêu ai hả? Dạ chưa yêu. Chưa yêu hả? Chưa yêu ai anh? Dạ rung động thật sự thì chưa. Tức trời là ơi, đi bộ hoài vậy đó hả? Đi qua đêm rồi hoài luôn mà cũng chưa rung động với ai. Chị đi qua đêm thôi. Đi thường là đi với một nhóm là giống như sẽ có nam nữ nhiều. Rồi ngủ thì thường sẽ ngủ với nữ chia ra, nhưng mà biết rồi, lúc ngủ với nữ nhưng mà nhiều khi lẻn lẻn đi ra đi vệ sinh thì cũng phải có nam đưa đi. Tội lắm, em sợ ma. Sợ ma càng dễ nữa, ôm vô nếp vô lòng anh. Em vẫn cho người ta cơ hội tìm hiểu em. Nhưng mà thật sự rung động thì cũng không hẳn là rung động. Ngộ ha, hai mấy tuổi mà cũng xinh đẹp dễ thương á, mà chưa có yêu ai, phải coi lại nha. Chọn để coi hôm nay em sẽ có kén nữa không, hay em chọn được ai. Rồi bây giờ quay lại với chàng trai đang ngồi ở ghế màu đỏ của tôi. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ ba. Ba mối tình. Dạ vâng. Cũng bằng với anh bên ghế xanh ha. Đâu kể nghe ba mối tình coi. Mối tình đầu tiên của em là với một người lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Sinh năm 83, em 89, lớn em 6 tuổi. Lớn hơn 6 tuổi, mối tình đầu á hả? Trời trời ơi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em mới đi bộ đội ra chị. Mới bộ đội ra đã bị dụ rồi.
Mà em biết cái người đó trước khi em đi bộ đội rồi. Bạn của chị ruột em. Rồi đi bộ đội ra là nhiêu tuổi? 18 đi bộ đội ra, em đi 5 rưỡi là 19 tuổi mấy. Mới cái chưa được 20 tuổi mà dám yêu cái cô 26 tuổi. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Bạn của bà chị. Gu cũng mặn à. Chắc được cưng, được chiều chuộng lắm ha. Dạ. Chị lớn hơn tới 6 tuổi mà lúc đó chị cưng như trứng, hứng như hoa vậy. Nhiều khi nhỏ xì chị lấy khăn cho lau mũi cho nhỏ nữa. Phải không cưng? Dạ, đúng, đúng rồi. Đúng rồi, chị nói đâu có sai đâu. Lạng hoạng lúc đó ăn là chị đút cho ăn luôn phải không? Dạ không, nó nói em còn tay còn chân chị. Nhưng mà chị cưng á, chị cưng á. Tụi em quen được hơn 1 năm rồi tụi em chia tay. Sao chia tay vậy? Tại vì vấn đề tuổi tác, bên gia đình, bên ba mẹ em không chấp nhận. Cái mối tình thứ hai của em là cái bạn Philippines này em nói. Mối tình đó mấy bao lâu? 3 năm rưỡi chị. Đó, lúc đó là em đang ở bên Macau. Macau. Em làm bartender, em làm pha chế, còn cô ấy là làm phục vụ. Bạn muốn có một môi trường khác, bạn đi sang Úc để bạn sống bên đó. Xa mặt cách lòng tụi em chia tay. Bây giờ cậu có 2 đứa con rồi cô. Dạ hả, có 2 đứa con luôn. Còn mối tình thứ ba là gần đây nhất là từ năm 2017 đến giữa năm 2020 thì tụi em chia tay. Thì bạn đó là người Việt gốc Hoa, chị làm chung với em bên đó luôn rồi. Cô đó cũng bên Macau luôn? Dạ đúng rồi. Ủa vậy em về Việt Nam được bao lâu rồi? Em về được hơn 6 tháng rồi. Mới có về 6 tháng thôi? Dạ vâng. À có nghĩa là nếu như hết dịch là em cũng định hướng đi tiếp qua Macau làm không, tiếp? Không, em định ra Phú Quốc hoặc là Đà Nẵng, em có những cái lời mời. Là giờ không đi nước ngoài nữa? Dạ không đi nữa, em ở nhà tại vì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. À nhưng mà cái đoạn mà từ bên Macau về 6 tháng trước á là vẫn còn quen với cái cô người Việt gốc Hoa bên Philippines á? Đó là tụi em mới chia tay xong. À, tâm đầu ý hợp rồi chia tay là lý do gì chia tay? Chia tay là tại vì cái tính cách của hai đứa không hợp nhau, cứ gây gỗ hoài, cho nên là cụ thể là gây về cái gì? Em hay kỹ mấy cái chuyện mà vặt vãnh á, giống như là bạn trang điểm xong bạn đi làm cái đồ trang điểm của bạn là em sẽ cất vô, hay là bạn hay quên những cái món đồ như cây son kỹ nọ, nhưng mà em là em tâm lý lúc nào mà quên đúng không thì em đã lấy sẵn, em để trong cái túi em rồi, em đưa cho bạn thôi. Có những cái nhỏ nhỏ mà vẫn gây nhau không có hòa hợp được thì tụi em quyết định chia tay. Nhưng mà hồi đó lúc ở bên Macau là hai bạn ở chung hay là sao? Dạ hai tụi em ở chung. Thật sự là tại ở chung nó mới lòi ra những cái lặt vặt đó. Chứ dạ, còn nếu rồi. Mà ở riêng ấy, thì mấy cái đó nó lại chưa thấy. Rồi từ lúc về Việt Nam tới giờ còn liên hệ với cổ không? Dạ bây giờ tụi em vẫn là bạn ạ. Lâu lâu vẫn chào hỏi, nói chuyện nhưng mà không còn được như lúc trước nữa. Không còn được như lúc trước nữa. Thì đã chia tay rồi thì không có là không có được cất cây son gì mà cổ nữa. Rồi có khi nào mấy mốt của tình cũ ông rủ cũng tới nữa không? Bữa nay kêu tôi làm mai rồi, tôi làm dạ, mai không, em rồi. Không, em không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó chị. À, dạ. Là chắc chắn rồi phải không? Rõ ràng phải không? Tình trường em như thế nào tới bây giờ vẫn còn độc thân vô tính? Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu em yêu đơn phương. Cái mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển một cái giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn. Trời em ơi, em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ hả? Rõ ràng 100%. Hả? Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ của em ngày nay quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm. Cứ để mấy cây son, cất mấy cây son hoài. Cất của bạn gái nên bạn gái cứ ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng 3-4. Thì em thấy cũng 3-4. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi, nhất quá tam ba bận không? Bả 3-4 người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Đúng rồi, sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào. Anh đó, bơ đơ. Trời ơi. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè. Là em yêu, nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không. Em chỉ thích thôi à. Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em dạ, thích không? Anh biết đó luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra người ta come out luôn. Người ta come out luôn. Ờ.
Thôi được rồi, bây giờ mình ưu tiên cho cô gái, ưu tiên cho cổ cái cô bẻ gãy đàn ông đó đó. Giờ em thích mẫu người lý tưởng như thế nào, Bảo Khánh? Một bạn nam đối với em thì nên là tinh tế và lịch sự. Còn ngoại hình thì em nghĩ là trên 7,5 là được. Vậy làm sao chị biết cái chuẩn của em như thế nào? Cái 7,5 của em là nó mạnh mẽ hay nó ẻo lả hay là như thế nào? Cao 1m75 á hả? Dạ, cũng có thể nôm na là như vậy. Trời, có cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Ngoại hình á, chị đang hỏi ngoại hình á. Ngoại hình thì giống như là không hói, không hô, không lé, không xăm rồng, xăm phượng. Trời ơi, sao mặc đồ kính vậy? Em có xăm, em có xăm. Có xăm. Nhưng mà xăm... em quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Quen mấy người là xăm môi, xăm chân mày không đúng không? Bên đây là không lé, không hô, không hói nhưng mà có xăm. Đừng xăm rồng phượng trên người như em con hổ. Em xăm cái gì em? Em xăm cái gì? Em xăm những cái hình có liên quan tới gia đình. Là không có phải rồng, không phải phượng phải không? Dạ không. Không phải cọp beo hổ báo không phải không? Có hình con nào hết. Không có hình con gì hết trơn á. Đừng xăm hình bạn gái cũ. Có xăm hình bạn gái cũ không? Dạ không chị. Không. Đó. Em mà người ta xăm vậy đi chút xíu mà người ta men. Còn người ta xăm lông mày là... Xăm lông mày, xăm môi là mệt. Được không cưng? Cô gái bẻ chạy bẻ gãy bốn chàng trai. Bớt nha. Rồi bên đây tới phiên em. Chàng trai ghế đỏ của tôi. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Không có trẻ con quá, chiều cao vừa đủ là được, không cần phải cao quá, cũng không đừng có lùn quá được rồi. Tầm 1m6, 1m62. Em cao mét mấy? Em cao 1m69. 1m69. Dạ, biết suy nghĩ cho đối phương. Nói chung bây giờ em chỉ cần cái người chín chắn, đừng trẻ con là được. Dạ đúng rồi. Nếu được khi nào tiến tới hôn nhân? Cái này thì phải nói về vấn đề gọi là kinh tế với là công việc hiện tại của em nữa. À rồi bây giờ quay lại cái chỗ vấn đề này. Nếu như bây giờ kết hôn thì em định là sống và lập nghiệp ở đâu? Vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Thì sao nãy em nói đi làm có thể là có những lời mời ở Phú Quốc ở gì gì đó. Dạ thì cái đó là đi làm. Nhưng mà thí dụ mà em có duyên thì em sẽ làm việc ở gần vị trí thành phố Hồ Chí Minh hơn. Rồi đồng ý. Dạ. Mời chàng trai ở ghế màu xanh. Nãy giờ ngồi nghe chủm chỉm cười quá ha. Nói nghe nè, mình về ghép đôi vậy đó chứ mình cũng có thể địa qua địa lại. Hai cô gái bên kia nãy giờ có thấy rung rinh với cô nào chưa? Cũng có chị. Ông này da dẻ ông láng lắm nha, sao mà trắng bóc trắng tinh trời không biết nữa. Mà mẫu người lý tưởng mình sao? Chiều cao thì khoảng 1m6 là biết nấu chiều ăn cao nhiêu? 1m6. 1m6. Dạ, đừng có càm nhàm là được. Càm nhàm tiêu chuẩn gì nữa hết rồi chị như vậy. Nghĩa là không có thích nói nhiều, không có thích càm ràm. Nói nhiều thì cũng tùy trường hợp chị. Cái này là ví dụ như càm ràm là có một cái vấn đề nó đi nói lại rồi. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 7-8. Wow, chàng trai này ngon ha. Còn em thấy cao đúng. Ráo, da dẻ trắng trẻ mà sao nãy giờ ngồi mắc cỡ gì, mặt đỏ lòm vậy? Cái da này là chắc gen di truyền rồi chị. Nhà em ai cũng trắng. Trắng vậy đó hả? Có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em thích nhất là Mai Phương Thúy. Hoa hậu Mai Phương Thúy hả? Chà, thích ít quá ha. Trời ơi trời. Cái đó là sở thích của chị. Đúng rồi, đó là mơ ước mà. Ôi, thiệt tình. Mai Phương Thúy. Mới thích ghê. Rồi bên kia thì sao? Thúy Phượng. Đây thì cũng có Thúy nhưng mà Thúy Phượng. Cũng Mai Thúy Phượng. Thúy Phượng nè, cái mẫu người hot boy của em là như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em? Có rồi. Bên đó, đây ta nào? Cao 1m78 lưỡng mờ. Gì nữa cơ? Cẩn thận. Tại vì em hậu đậu quá. Em cũng không có phải tiếp người gia đình lắm. Không phải là lo việc nhà hay là chu toàn lắm nên đúng là... rồi, em lo đi bộ với leo núi xong mà sao em làm việc nhà được. Dạ. Cao hơn em là được, cẩn thận rồi tốt bụng là được. Mình hỏi ý kiến người thân mình đi. Ai là người nhà của Phượng? Rồi mời em. Em là chị của Thúy Phượng. Chị ruột hả? Dạ chị họ. Em tên gì? Em tên Thủy. Thủy. Dạ. Bây giờ hai chàng trai, chàng ghế đỏ, chàng ghế xanh, mình cho những cái nhận xét chi tiết và hai riêng biệt giữa hai chàng trai này đi. Cả hai bạn đều rất là chín chắn, phù hợp với cái cá tính của Phượng. Phượng nó hơi trẻ con một chút. Bạn ghế đỏ thì em cảm thấy nó phù hợp với bạn nữ ghế đỏ hơn. Bạn ghế xanh cũng phù hợp với cái tiêu chí của Phượng. Nhưng mà Phượng thì có vẻ sôi nổi hơn cái bạn ghế xanh này. Không biết là hai tính cách đối lập có hòa hợp được với nhau không? Nói chung là nếu mà gọi là mình thấy mà hợp 100% thì chưa phải không? Nếu là người được cái này lại chưa được cái kia đúng không? Dạ. Có vẻ anh áo xanh này là ghế xanh hơn. Là hợp hơn. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà anh hơi ít nói, hơi trầm tính phải không? Dạ. Nhiều khi trong gia đình phải có người này người kia. Hai người mà sôi nổi hết nó cũng mệt lắm ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi những bạn bên này là mình đi với ai? Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh.
bạn dạ, Khánh. Đây cũng là những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Rồi, xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống trà sữa rồi. Rồi nha. Được. Rồi thì tới bên kia đi. Thấy em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Anh Linh. Rồi. Theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên tivi nên rung. Vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Đó, em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như soi nổi cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ thì cũng kiểu thích cho cái này nọ mà đi đây đi đó, còn cái bạn nữ áo đỏ thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh thì kiểu thư sinh này nọ hợp hơn. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp là hợp, theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô áo đỏ, là cô ghế đỏ chưa đàng biết hoàng. Vậy thì cho họ gặp nhau đi cho nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Thôi bây giờ đàn ông mạnh mẽ nè. Em trước nè, cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim mở ra như thế nào? Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Bạn làm về kỹ xảo điện ảnh gì đó nãy em nghe nói. Đồ họa kỹ xảo điện ảnh. Dạ vâng, thì tiếp xúc với lại điện ảnh nè, rồi có nhiều mối quan hệ với mọi người bên ngoài á, cho nên nó sôi nổi hơn. Cảm xúc đầu tiên? Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Chà, ông này thì cô áo trắng sôi nổi hơn, bên đây áo đen vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Có miếng điện nào bay qua bay lại chưa? Chắc là có. Có hả? Đứng nhìn chân hoài vậy chứ hoàng hồn luôn hả? Em đang nhắm đối tượng để bẻ cong nữa hả? Hay sao? Dạ không. Anh hỏi em gì? Cảm giác là mở tiên. Cửa trái tim ra. Ra thì cái mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Thì em cảm thấy anh khá là chững chạc, ấm áp. Cảm ơn em. Em gái, cảm nhận đầu tiên áp. Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai. Đẹp trai. Chính là đẹp trai. Với lại hay cười. Dạ cho em xin phép em tặng bạn món quà. Rồi mời em. Mình có đứng vậy không anh? Tùy em hả? Tùy cảm giác em hả? Đó, đi về luôn. Anh xin tặng em món quà là hai quyển sách. Hiện nay em cũng là một người sống tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Hai quyển sách. Có thể nào cho anh coi cái tựa đề được chứ? Tâm buông bỏ đời bình an. Sống sao cho đủ đầy hành trình của sự mãn nguyện. Wow, mãn nguyện. Em thấy nó giống như là đang tạt gáo nước lạnh vô mặt em. Sao vậy em? Sao tạt nước lạnh vô mặt em? Giống như là chắc hẳn các chị ở đây đều biết. Các chị đây đều biết mà trên thực ra ông Mai bà mối chưa biết. Bà dưới cười quá kìa. Hoặc là bản thân em không thích đọc sách. Dạ không, tức là giống như những cái người mà người ta hay nói mày vô chùa ở đi á chị. Là như vậy. Những cái cuốn sách này là giống như dành cho em để cải tạo em á chị. Cải thiện thôi em, dùng từ cải tạo ghê quá. Cô bé bẻ gãy đàn ông á,
Em vừa tội lỗi lắm hay sao? Em hồi nãy có nghe câu chuyện tình yêu của anh đúng không? Em nghĩ như thế nào về quan điểm sống thử? Ai có cái cơ hội đó thì người ta sống thôi ạ. Ai có cái cơ hội đó thì người ta sống thôi ạ. Tức là ai mà cảm thấy nó cứ đưa vào cái khoảnh khắc đó thì mình sống thôi. Em không có đánh giá nhiều về cái vấn đề đó. Em cũng khá thoải mái. Thế chị nói là nếu như cái cơ hội mà nó đưa đẩy đến với em là cần sống thử để tìm hiểu thì em có sẵn lòng không? Hiện tại thì chưa. Mình em không... nghĩ là em sống không có cái cơ hội để sống thử. Tại sao là không có cơ hội? Em nghĩ là cuộc đời của em thì em có thể đoán được là em không có cơ hội sống thử. Khao khát sống thử lắm mà không có cơ hội. Bị 4 lần trước là đã gãy đàn ông rồi. Nghe ý kiến của bà của nè. Em coi em quan điểm như thế nào về việc sống thử. Sống thử cũng đem đến những cái trải nghiệm trước tiền đề của hôn nhân, nhìn ra thì cũng khá là tốt để trước khi đi đến một cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà đối với bản thân em thì hiện tại thì em nghĩ em là một con người truyền thống nên là em sẽ không lựa chọn sống thử. Trời ơi, em là người truyền thống, chị nghe chị hết hồn. Con tùy truyền thống thì... Trời ơi, truyền thống là ba mẹ ở nhà không bao giờ, nhà chị truyền thống, ba mẹ không bao giờ cho đi đêm đâu anh em. Em trời trốn mà. Trốn mà em gọi là em truyền thống. Đâu đi đêm đâu. Người ta đi ban ngày người ta về, mà đi 3-4 bữa ngày người ta về. Truyền thống. Mình có thể trao đổi trực tiếp với nhau vài điều để mình hiểu hơn. Chủ động đi em. Cho em xin phép hỏi bạn nữ mà mặc cái váy trắng trước. Nếu mà sau này có hợp nhau, anh đi làm về trễ nhưng mà anh vẫn sẽ gọi để thông báo cho em biết, thì cái việc đó có gây khó chịu cho em không? Dạ không, không. Em thấy nó là một cái điều rất là hay. Respect đúng không? Dạ đúng. Cảm ơn em đã hết câu hỏi rồi. Hết câu hỏi rồi. Em ai? Em hỏi bạn anh ghế xanh. Cái tính em nó hơi sôi nổi, nếu như mà có một người hơi trầm em có thấy phù hợp hay không? Nếu mà em sôi nổi rồi thì cũng nên có một người trầm kéo em lại, nhiều khi em tưng quá. Bao giờ em tự nhiên em tâm buông bỏ. Hỏi đi cơ. Em hỏi đi. Cho em xin vài cái chủ đề. Cho em xin vài cái chủ đề. Trời ơi, có bả nhạc dễ sao. Đây nè, tôi chỉ cô hỏi cái này nè. Nhớ hồi nãy chia sẻ có bộ cũ mới chia tay có 6 tháng đi về chung chuyến bay giải cứu không? Dạ có. Giả tỷ như bây giờ mà cứ quen với em, yêu em rồi mà cứ cô bạn gái cũ hai người cứ nhắn qua nhắn lại hỏi thăm hoài, em tin sao? Cái chuyện đó mới quan trọng đó. Hỏi đi. Sao mà em đơ đơ vậy? Tức là, sao? Tức là cái câu dạ em hỏi y chang như vậy. Dạ em hỏi y chang như vậy. Thứ nhất là anh với bạn nữ không còn liên lạc nhiều. Thứ hai là bạn gái cũ của anh nó hiện tại cũng đang có một mối quan hệ mới. Đã xác định từ ngay lúc đầu là không có quay lại. Cho nên là cứ yên tâm về chuyện đó. Em nghĩ là em cũng không có lo. Tại vì bản thân một người đàn ông thì thường sẽ thích những cái mới. Em sẽ cảm thấy là nếu như mà anh thích một người khác thì là do bản thân mình chưa có thu hút. Nên là em luôn làm mới mình. Hay quá, nói chuyện y như người trưởng thành ấy. Giống như là người đã quen nhiều bạn trai lắm vậy đó. Ghế màu xanh đây nè, em cần hỏi gì không nè? Anh ơi, vậy là anh làm cả thứ bảy ạ? Anh vẫn làm thứ bảy. Hàng ngày đi làm về là đúng giờ văn phòng luôn ạ? Tùy theo công việc, ví dụ như công việc đòi hỏi ở lại tăng ca, có khách hàng tới đánh giá thì anh phải ở lại chuẩn bị hồ sơ, thì những cái ngày đó thì anh phải ở lại. Nhưng mà cái số lượng tăng ca thì không có nhiều. Vậy là cũng không có chắc thời gian là sẽ về đúng giờ hay gì hết. Mà anh có hay về trễ không? Thường là ít em. Ví dụ như là bạn bè rủ nhau đi cà phê hay là đi ăn thì mới về trễ. Còn không thì thường là anh làm tới 4:30. À 4:30 hả? Đúng. Vậy là anh nấu cơm được. Trời. Sao được không? Sao cười? Ổn không? 4:30 về nấu cơm. Dạ, anh nấu nhưng mà ăn được thôi chứ không muốn ngon. Có nấu là mừng rồi. Thì anh nấu ăn thì sau này về em rửa chén. Dạ. Được không? Hay là em đập chén? Thì nhà có chén mới nhiều. Nãy nói là em vụng về lắm, em đụng đâu lớp đi. Được cái là hai người này đã có tư duy mai mốt về ở chung rồi là thấy vui rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ cuối cùng là sắp đến giờ mà chúng ta phải quyết định, đâu thể ngồi nói chuyện hoài được. Nhắc lại một lần nữa nha, nếu mà mình muốn thử cái cảm xúc của mình với cái người mà không phải chương trình kết nối cho mình vẫn được nha. Chứ ở đây không ai bắt là đỏ với đỏ, xanh với xanh. Đây là tùy tụi em. Chương trình thì tạm thời là ghép như vậy theo cái hồ sơ của tụi em gửi đến. Thì nãy giờ em chưa có tặng quà. Rồi mời em. Công việc của em cũng hay đi dạy nhiều, thì em nghĩ cái bình nước này nó sẽ thích hợp với em ha. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng cho anh một, anh mở ra, một chiếc ly. Cái ly này dùng là để uống nước hoặc là bỏ bàn chải đánh răng vô. Thôi em tặng cho người ta, người ta muốn làm gì ta làm em. Rồi để tiếp nè, làm sao nữa. Dạ, trên cái ly là cái ly siêu anh hùng. Thì em cũng mong muốn là nếu như mà được thì anh sẽ giống như là siêu anh hùng của đời em. Cái ly mà còn bị để bỏ bàn chải đánh răng vô nữa. Em cũng xin tặng anh, cũng giống như anh kia thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa sẽ thay đổi đi, là nó chỉ đơn thuần là để đánh răng và súc miệng hoặc là để bằng chải. Dạ, cảm ơn. Là ông cho tao uống nước không? Em tặng anh món quà, tại vì để anh làm công việc văn phòng nên thật sự cũng phải ghi chép rất là nhiều. Nên là em muốn tặng anh cái bút này. Dạ, anh cảm ơn em nhiều.
Bạn còn ai muốn nói gì nữa không? Bây giờ thì sự lựa chọn của tụi em như thế nào? Anh rất là tôn trọng, chỉ hy vọng là tụi em tìm được hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình. Mỗi cái ghế có hai cái nút bấm. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của anh Đạt thì mọi người hãy chọn cái nút bấm của mình và bấm vào. Bạn có quyền không bấm. Nếu bạn không muốn chọn ai thì bạn có quyền không bấm. Còn bạn muốn chọn cái người ngồi ở cái ghế màu nào thì bạn bấm nút màu đó. Nhìn cho kỹ chúng ta bấm lộn. Chúng ta chỉ trùng khớp khi nào cả hai cùng bấm nút chọn nhau. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Chọn hay không chọn. 5 4 3 2 1 Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ, em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không. Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai, với lại hay cười. Bấm, hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng. Sao vậy em? Sao em không bấm? Sau khi mà em chia sẻ với bạn á, thì em thấy là có những cái ý kiến với lại những cái tính cách nó chưa có phù hợp với nhau. Ví dụ, cụ thể. Giống như là thứ nhất là nãy giờ em giao tiếp với bạn, em thấy là bạn hay bị chậm. Bạn chậm là do bạn suy nghĩ về cái câu nói của em, hay là bạn suy nghĩ về xa hơn, giống như là anh nói xong rồi anh sẽ làm như thế nào. Rồi sao cưng? Thật ra hai anh đều rất là tốt. Từ ngoại hình cho đến công việc cho đến tính cách đều có thể nói là rất là tốt. Nhưng mà em nghĩ là do em chưa không luôn đậm. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay mình chưa có duyên để tìm được một cái người cùng đồng hành với mình trong cái con đường tình yêu. Nhưng mà cũng hy vọng các bạn có nhiều sức khỏe nè, thành công trong công việc nè, rồi cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành tặng cho các bạn. Dù cho các bạn không đến được với nhau thì chương trình vẫn gửi tặng cho các bạn mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Đây, gửi tặng em nha, gửi tặng em một chiếc điện thoại. Gửi tặng các bạn đây là We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Rồi, gửi tặng hai bạn nha. Rồi, gửi tặng. Đó, để về lên lô. Dù là thất bại thì nhãn hàng John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Rồi, mỗi bạn được 1 năm nha. Rồi, để lên vậy luôn cho nó đẹp. Dù quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Ngủ lăn. Ngủ một mình em lăn lắm. Lăn có khi nào rớt xuống giường chưa? Xem rớt à? Khi em buồn ngủ là em bất chấp. Ngủ là sao? Giống như là khi mà buồn ngủ rồi là ở nơi nào là em cũng có thể ngủ được. Xin chào em trai. Nãy giờ đợi Tường lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Thí dụ như mình đang tưởng tượng bạn gái hôm nay xuất hiện là nghĩ là cô ấy sẽ hợp với mình được bao nhiêu phần trăm? Cái linh cảm dự báo với em á. Linh cảm dự báo của em khoảng 70%. 70%. Bây giờ đợi cho Tường ra mời bạn gái vào nha. Dạ. Rồi, ngồi một ghế. Rồi, hai bạn đã vào đúng vị trí của mình rồi. Mở mặt nạ ra đi em. Rồi, chào em. Bạn trai giới thiệu trước đi, người ta đợi nãy giờ rồi. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Bùi Minh Cảnh. Bùi Minh Cảnh. Dạ, hôm nay 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cà Mau.
và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em lái xe cho Bưu Chính. Xe đưa thư hả? Dạ. Mình là lên thành phố được lâu chưa? Em lên thành phố được 8 năm rồi chị. Thế còn em? Chào chị và chào cũng bạn bên kia. Thì em tên là Trần Thị Văn Anh, em làm kế toán của công ty in ấn quảng cáo. Em vào Sài Gòn này 13 năm rồi. 13 năm, quê Văn Anh ở đâu? Em ở Bình Định chị. Bình Định? Dạ. Một người Bình Định, một người Cà Mau. Đó giờ có khi nào quen ai ở xa vậy chưa? Chưa chị. Chưa, lần này thử đi ha. Em là năm nay bao nhiêu tuổi Văn Anh? Em năm nay 33 tuổi. 33, ở đây 34 hả? Dạ. Hiện tại mình sống với ai Văn Anh? Em đang sống với hai đứa em trai của em. Hai đứa em trai. Trong cuộc sống hai bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em thì sống hòa đồng, vui vẻ. Miền Tây phóng khoáng ha. Dạ, miền Tây. Chị đã để dành tiền lấy vợ chưa? Dạ, cũng tạm được. Cái đó phải để dành á, chứ không thôi là ở mình hoài luôn á. Nó có những cái khuyết điểm gì mà em thấy mình cần phải khắc phục? Khuyết điểm của em thì ở nhà em ăn cơm em lười rửa chén. Ăn xong đập chén luôn hả? Ăn xong ngâm đó, nào hết mới rửa. Rồi đó, rồi ai rửa? Tự đi rửa. Cũng là mình rửa nhưng mà chắc nó lên móc lên meo rồi mới rửa. Còn gì nữa không? Hay quên. Lâu lâu cũng có hay quên một chút. Ngại giao tiếp ở chỗ đông người. Mình có tật xấu gì không em? Tật xấu hả? Có cái khai thiệt đi chứ cười gì. Tật xấu của em là ngủ em lăn lắm. Ngủ lăn? Ngủ một mình em lăn lắm. Lăn có khi nào rớt xuống giường chưa? Xém rớt. Thế còn Văn Anh, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Em là một người hòa đồng, nói chuyện rất vui vẻ. Còn nhược điểm của em là khi đứng trước đám đông thì em hơi bị khớp một tí. Em có hơi nhút nhát về cái phần đó. Tật xấu của em là đó là khi em buồn ngủ là em bất chấp. Ngủ là sao? Giống như là khi mà buồn ngủ rồi là ở nơi nào là em cũng có thể ngủ được. Ở đây có cái bộ salon nè, em buồn ngủ không em? Nghĩa một bên là ngủ hay lăn, một bên là ngủ bất chấp. Có ngủ ngồi chưa? Có khi cũng có ngủ ngồi luôn chị. Ngồi xuống được một cái là ngủ thôi. Cho nên tật xấu đó là hầu như nhà em và bạn đồng nghiệp em cũng bị comment em rất là nhiều cái chuyện đó. Ta buồn ngủ, ta ngủ thôi chút xíu, ta dậy chứ gì đâu comment. Mọi người thì thích đi đây đón tí, mà em thì buồn ngủ là bắt đầu là em cứ gọi lại rồi em kêu là thôi về, kêu đi ngủ. Bị comment cái vấn đề đó. Hai bạn có năng khiếu gì không? Biết hát hò gì không? Biết giọng cổ gì không? Không giọng cổ thua. Thua hả? Thôi giờ làm bài hát gì cho nó tươi, cho nó vui lên coi. Bạn gái hơi buồn kìa. Buồn lấy độc chị độc. Hả? Chơi luôn. Được không em? Được. Nhiều khi lấy độc chị độc mà cái giọng em vui là người ta vẫn cười. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hồi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ nhỏ ơi. Lần đầu ta gặp nhỏ. Mà có nhỏ hay không? Bên đây đi hát lại không? Anh hát bài nhỏ thì thôi em hát Cà Mau của ảnh đi. Rồi Cà Mau luôn. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối tầng bản đồ Việt Nam. Ngài đi đường xa không đây, mà đưa nói mấy sông trắng đỏ. Em đứng mình trên nóng đó, duyên dáng mây trong. Rồi em nói rồi. Không cho hết là nghe nói Cà Mau xa lắm là được rồi. Vui rồi, bây giờ là vô chuyện này là quan trọng nè. Tình trường, mấy mối tình rồi? Em hai mối tình. Tại sao chia tay? Quen được bao lâu mà chia tay? Mối tình sau quen 4 năm. 4 năm? 4 năm ta cưới được rồi, 4 năm sao chia tay? Lúc đó còn mê việc quá. Ham công việc rồi bỏ bạn gái. Vậy là lỗi của em. Lỗi của em. Công việc ổn định chưa? Dạ, công việc giờ ổn rồi chị. Bây giờ nếu quen yêu nhau thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? 6 tháng trở lại. Chị Tường có tuyên bố, chị Tường mà quen ai á mà 6 tháng mà người ta không có cái ý gì tiến tới là chị Tường sẽ ve liền. Không hoài, không nói năng gì, không lẽ mình gái mình chủ động mình hỏi cưới. Đúng không em? Vậy tình trường của em sao? Em quen cũng hai người, có mối tình thứ hai. Khi quen á thì chuyện mà tới hôn nhân thì không, sau này không có nói tiếng nói chung. Cho nên tụi em dừng lại. Bây giờ mình mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai trong tương lai là người như thế nào? Mẫu người của bạn trai bên em thì em cũng muốn có sự chia sẻ hơn. Chia sẻ? Khi em quen người trước thì không có sự chia sẻ đó nhiều. Về ngoại hình thì em thấy là nhìn tương đối được là thôi. Em cũng không yêu cầu gì cao. Không yêu cầu quá cao? Có một cái. Cái gì? Đó là cái mùi hôi cực cơ thể thì thật sự là em không có được. Mùi hơi thở hay mùi cơ thể? Cơ thể gì? Không thích mùi cơ thể hay là thích mùi cơ thể? Dạ không. Còn những điều gì không thích nữa mình nói chi tiết ra. Không biết đó anh đó có lông nhiều không? Có được chút thích chút lông em. Hay không thích lông? Không. Do tại vì
Ở nhà em á là em cũng hay dọn dẹp nhiều cái vấn đề đó lắm. Kỳ vậy. Nói chung thì cũng phải có lông chứ. Không, ý nói là em nói là không, là ít thôi, đừng có nhiều. Tay chân để dùng như chị Tường cũng phải có lông tay lông chị chân có, chứ. Có nhưng mà do nhà em á là không có lông chỗ nào. Hàng ngày không phải. Hàng ngày là em cũng hay quét dọn lông nhà em á. Lông nhà em là lông gì mà quét dọn lông nhà? Lông chó với lông mèo chị. Trời ơi, lông chó lông mèo mà so sánh với lông người. Nhà em có em ở với hai thằng con trai. Thì một đứa tụi chó, một đứa tụi mèo. Mà không hiểu sao mà lông rụng hoài luôn. Lông gì? Lông người á. Nhìn vậy nó mới men chị. Thôi chị không có thích đâu. Ủa cái đó quyền của em, nhưng mà người ta không thích, người ta không nói, người ta không thích. Rồi vậy em, mẫu người tiêu chuẩn của em là như thế nào? Bạn nữ cao trên 1m55 trở lên là được chị. Cao trên 1m55. Dạ. Rồi về ngoại hình còn gì nữa, ngoài chiều cao còn gì nữa không? Sống thì phải kính trên nhường dưới, biết chia sẻ. Nhìn đi, tự chọn đi. Tôi nhìn đây tôi tìm còn không ra nữa, mấy người đưa hình khó thiệt luôn á. Em hãy cho anh ấy ba cái gợi ý để tìm được em. Người em thì hơi tròn tròn, tóc ngắn. Tóc ngắn. Không được cao như anh tưởng tượng. Không được cao như anh tưởng tượng. Tìm đi em. Bạn này chắc. Đâu? Ủa rồi nếu cái bạn này thì qua bên tấm hình này là bạn nào? Bên đây hả? Tấm này nhìn không ra chị ơi. Bạn này hả? Rồi cầm hình đi, để giờ mình kiểm tra lại nha. Chị sẽ mở cửa trái tim này ra để em kiểm tra lại coi đúng cái người của em chọn không nha. Mở cửa trái tim. Hãy nhìn nhau trực tiếp đi hai bạn. Chào anh. Ủa em thấy đúng mà chị. Đúng không? Đúng mà. Chứ không phải tay cô này mà. Cô nào? Cô này. Sao em thấy giống cô này? Đâu để hỏi chủ nhân coi. Em đâu? Em này chị. Thấy chưa? Chị đúng nè. Vậy là em sai chị hả? Chị đúng nè, mà ảnh chỉ cô này mà mở mặt ra rồi mà ảnh vẫn chỉ cô này. Ôi nhìn nó vẫn giống giống á. Trời ơi, nên nè, cô này mới đúng nè. Em nhìn cái mặt coi cười có hai cái lúng lúng lụng lụng ra đây lúng nè. Hai cái lúng lúng không? Có đống hoa tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Sau khi mà mở cánh cửa ra thì em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Ngoài sức tưởng tượng của em. Hồi nãy em nói chị cái vụ mà phần trăm đó, thì giờ em thấy bao nhiêu phần trăm? 68%. Em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy ảnh thì lần đầu tiên mình gặp mặt thì mình có em thấy có cảm tình với ảnh. Cảm tình với ảnh. Dạ. Thôi bây giờ là mình chơi một trò chơi đi. Chơi trò chơi để cho mình có thể thoải mái hơn, gần gũi hơn chút xíu nha. Trên tay chị Tường hiện tại là một cái sách bài như thế này. Mỗi người hãy bóc một tấm và chúng ta hãy thực hiện cái điều mà trong này yêu cầu. Mời bạn trai đọc lớn lên. Nụ hôn đầu tiên của em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Cha giờ nhớ lại thôi chị. Em phải nhớ lại thôi chị. Nhớ đi. Hồi lúc đó em khoảng 28 tuổi. Hồi lúc đó em khoảng 28 tuổi. Cái gì 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên hả? Vậy ạ. Thiệt không? Thật. Sao trẻ quá vậy? 28 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên. Hôn ở đâu? Ở chỗ quận 12, đường Phan Anh Phú Đông. Khi đó là nơi chỗ em làm. Hôn ở chỗ làm ở quận 12. Còn bây giờ em muốn hôn ở đâu? Đây, mời em. Bạn hãy nắm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Sướng quá, muốn gì được nữa? Được nắm tay, được nắm tay. Tay anh lạnh quá. Tay anh đang lạnh, nhưng tay em rất ấm. Cảm nhận rất ấm áp. Tay anh thì em thấy hơi lạnh. Chắc có lẽ anh cũng run và em cũng run, nhưng mà run thêm cái tim anh nó gần lọt ra ngoài luôn. Lọt ra ngoài luôn hả? Rồi, xuống nha bạn. Tường sẽ gọi đem đồ ăn tới cho hai mình ăn nha. Hôm nay Tường đã order hai món rồi. Một món là cơm kim chi, một món là bò khoai tây. Cái này là mình sẽ điện thoại order. Nếu mà bạn thích á, mình order, mình điện thoại cái là khoảng 15-20 phút sau, người ta sẽ đem tới tận nơi cho mình luôn. Cơm kim chi và cơm bò khoai tây chúng ta order ở quán ăn Mr. Stick ở 219 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Ở trên này có thông tin luôn, có số điện thoại luôn ha. Mình có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline là 0286 275 4069. Chỉ cần 15 phút thôi, đồ ăn còn nóng hổi sẽ đến nơi chúng ta mong muốn. Có rất nhiều món để chúng ta chọn lựa. Trời ơi, bò khoai tây hấp dẫn quá, thơm quá, nhìn thấy đói. Bây giờ chị Tường cũng ra ngoài ăn đây. Bây giờ Tường sẽ để dành cho hai bạn một cái không gian, hai bạn hãy tâm sự với nhau nha, thưởng thức đồ ăn thật là ngon. Một lát nữa Tường sẽ quay lại ha. Dạ, mời rồi, hai bạn thưởng thức đồ ăn. Rồi anh mời em. Mời anh. Bữa nãy em nói em làm ở đâu á? Em làm ở quận 1. Quận 1.
Em làm bên công ty in ấn quảng cáo. Rồi em thuê nhà ở đâu? Em thuê nhà là ở quận 8, chỗ đường Dương Bá Trạc á. Em ở dưới hai đứa em. Rồi anh làm ở trên này là anh ở nào? Anh ở ở Bình Tân. Anh bên ngay chỗ giao thư vận chuyển sao anh? Anh thì bên chạy xe, anh chạy xe lớn, xe tải. Dạ, đi phân bộ các tỉnh đúng không anh? Anh chỉ là vòng vòng có một phường thôi à. Còn đi tỉnh là mấy người khác đi nữa, anh không có đi tỉnh. Anh thì chủ yếu là sáng đi, sáng là tới chỗ làm rồi nhận đồ đó rồi đi vòng 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 một phường đó giao cho người ta. Xong sớm thì về sớm, bữa nào trễ lắm thì cũng 6 giờ. Vậy tính anh làm về sớm hơn em rồi á. Lần đầu tiên gặp em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh hoạt bát. Em thấy cái nét hiền. Thì không biết là cái đó là đúng hay không, do tại vì cái này là ấn tượng đầu tiên thôi. Đúng rồi. Anh cũng... sao ta? Em giờ em cũng chưa đánh giá được nhiều. Miền Tây mà, người miền Tây phóng khoáng á. Tính em thì cũng hơi bị nhút nhát. Khi mà quen thì em nói chuyện rất là nhiều, em rất là cởi mở. Nhưng mà khi mà gặp hay là ở rất đông thì em có ít nói hơn một tí và hơi bị nhát. Nhưng mà chỉ còn cho em thời gian thì em sẽ mới cởi mở lòng mình ra được. Yếu điểm của em là như vậy nên anh cũng nghe rồi. Có bao lâu em mới về quê một lần? Em thì một năm em về hai lần. Anh tính lập nghiệp ở trên này luôn hay là sao? Lập nghiệp á thì ở đây nếu mà sống được thì lập nghiệp ở đây luôn, còn không á thì về quê. Quê cũng có đất có gì con già con cho về làm tôm. Còn em sao, tính lập nghiệp ở đâu? Em thì lập nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, dự định là ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, hai bạn ăn món bột khoai tây thì thấy thế nào? Dạ ngọt. Ngọt. Mềm. Mềm. Dạ được. Em thì có cay không? Không cay. Học khẩu vị được. Học khẩu vị không cay. Chị muốn hỏi Cảnh là quan điểm của em trong cái tình yêu là như thế nào? Tình yêu quan điểm của em á là thứ nhất phải chung thủy và chia sẻ lẫn nhau. Miền Tây vậy đó em, thẳng thắn ngắn gọn. Em thì sao? Của em thì cũng chung thủy, biết chia sẻ. Có những cái gì mà cũng gục mắt á thì nên nói, chứ em không thích là khi em lại im lặng. Kiểu đó thì cảm thấy cả hai càng nặng nề hơn và mệt mỏi hơn. Đa số chị em phụ nữ đều thích được chia sẻ, thích được nói. Mà cái gu của các quý ông hiện tại cứ thích im lặng. Các quý ông hãy làm ơn nói nhiều một chút cho chị em phụ nữ chúng tôi biết rằng là tôi còn được quan tâm. Im lặng rất đáng sợ. Có gì cứ nói hết. Có gì cứ nói hết, nhớ nha. Cũng đủ để hai bạn tìm hiểu nhau rồi. Bây giờ chị Tường mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò với nhau. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định của mình nha. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3, nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình. 1, 2, 3. Hai nửa trái tim đã cùng sáng đèn. Mời qua bên đây. Nắm tay nhau đây hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, để vun đắp cho cái tình yêu của mình. Gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim tại hệ thống của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn sẽ có một không gian xem phim tại đây để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Nếu có tin vui thì hai bạn hãy sớm báo cho các Tường và chương trình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và quý vị nhớ khung giờ rất quen thuộc của chương trình thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.